Xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, chỉ vì vợ đến ngày đèn đỏ không cho yêu mà gã chồng Phạm Ngọc Khoa đã ghì cổ đến thiệt mạng rồi viết lên bụng vợ hai chữ phản bội. Vậy nội dung chi tiết vụ án diễn ra như thế nào? Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi ngay sau đây. Cái tết lạ trong điện thoại người vợ. 4 năm đã trôi qua, nhưng mọi thứ như được tái hiện trong nỗi đau xót của người nhà nạn nhân khi nghe những lời khai của Đinh Ngọc Khoa tại phiên tòa sơ thẩm mà Tòa án Nhân dân Hà Nội đã xét xử. Tại phiên tòa, Khoa cúi mặt tránh những ánh mắt từ người thân, bởi trong vụ án đau lòng này, người thân của nạn nhân cũng đồng thời là người thân của bị cáo. Những tiếng khóc nghẹn ngào khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội đọc bản cáo trạng truy tố Đinh Ngọc Khoa về tội sát hại người. Theo cáo trạng, cách đây vài năm, Đinh Ngọc Khoa, sinh năm 1990, quê ở Quế Hạ, Kim Bôi, Hòa Bình, kết hôn với chị Đào Thị Thu, sinh năm 1989, trú cùng quê. Năm 2015, cả hai có với nhau một con chung. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ những tưởng sẽ hạnh phúc khi có tiếng cười của trẻ thơ, nào ngờ. Cuộc sống ở quê nhà khó khăn nên vợ chồng Khoa được người chú cho mượn căn nhà ở xã Bắc Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội để sinh sống lập nghiệp. Hàng ngày, chị Thu đi làm công nhân ở khu công nghiệp Quang Minh, còn Khoa thì làm công việc xây dựng nhà cửa ở địa phương. Sau 2 năm, hai vợ chồng dần phát sinh mâu thuẫn. Nguyên nhân ban đầu xuất phát từ việc Khoa nghi ngờ chị Thu có mối quan hệ bên ngoài sau khi đi làm công nhân tại khu công nghiệp. Đầu tháng 12 năm 2017, chị Thu mua một chiếc điện thoại thông minh, cài đặt nhiều ứng dụng chat chít thì mối ngờ vực trong lòng Khoa ngày càng dâng lên. Từ đó, Khoa bắt đầu theo dõi vợ và các mối quan hệ bên ngoài. Để có thêm bằng chứng, Khoa lén cài đặt ghi âm của gọi đi, gọi đến trên máy điện thoại vợ để làm bằng chứng. Sau đó, mỗi tối hàng ngày, anh ta lại lén kiểm tra nội dung các cuộc nói chuyện của người vợ qua điện thoại. Khoa vô cùng tức tối khi phát hiện trong danh bạ điện thoại của chị Thu lưu một người có tên là chị Thắm, nhưng nội dung những cuộc nói chuyện lại là đàn ông. Thấy sự bất minh, anh ta tra hỏi vợ, nhưng chị Thu nhất quyết chối bỏ việc ngoại tình. Chiều 16 tháng 12 năm 2017, chị Thu đi làm về sớm, Khoa liền lấy điện thoại của vợ ra kiểm tra. Ở phần tin nhắn của người mang tên chị Thắm, anh ta đọc được nội dung. Em xóa hết tin nhắn đi, chồng em nó đọc được, nó tìm đánh anh đấy. Hôm nay em về sớm thế. Khoa tính sẽ nói chuyện rõ ràng với vợ về việc này. Đêm hôm đó, khi còn đã ngủ, Khoa đòi hỏi vợ làm chuyện vợ chồng thì bị chị Thu từ chối vì đang đến ngày đèn đỏ. Nghĩ đến tin nhắn lúc chiều và sự bất thường của vợ trong thời gian gần đây, cơn ghen nổi lên. Khoa vùng dậy chửi bới vợ rồi ép chị Thu phải lấy điện thoại gọi cho chị Thắm và bắt vợ phải nói chuyện điện thoại với người này. Bị dồn vào thế bí, chị Thu im lặng, không làm theo lời chồng. Càng điên tiết, Khoa liền ra tay vào mặt, rồi một tay ghì cổ, một tay dí điện thoại vào tai vợ. Chỉ đến khi thấy chị Thu không còn phản ứng, hai tay buông xuôi, nằm bất động, Khoa mới hốt hoảng buông tay và gọi. Vợ ơi, nhưng đã quá muộn. Biết vợ đã mất, Khoa vén áo chị Thu lấy bút giả viết hai chữ phản bội lên bụng vợ trước khi chùm chăn lên người chị Thu rồi bỏ đi ngay trong đêm. Chiều 16 tháng 12, chị Thu hẹn người em họ tên Hùng sáng hôm sau lái xe đưa về Hòa Bình đón con trai. Đến hẹn không liên lạc được với người phụ nữ xấu số, anh Hùng nhờ em gái chị Thu là Nguyễn Thị Thương gõ cửa. Tìm cách vào căn nhà khóa trái, chị Thương thấy chị gái nằm bất động trên giường, mũi chảy máu, trên bụng có ghi hai chữ phản bội, được viết bằng bút dạ. Người đầu tiên có mặt tại hiện trường vội chạy về gọi chồng và báo công an. Thương cho biết chị Thu và chồng là anh Đinh Ngọc Khoa, 27 tuổi, ở huyện Kim Bôi, Hòa Bình, cưới nhau năm 2015, họ sinh được một cậu con trai. Sau đám cưới, cuộc sống khó khăn nên cả hai đưa nhau về quê ngoại ở huyện Sóc Sơn, thuê nhà ở tạm. Hàng ngày chị Thu đi làm công nhân, anh Khoa làm thợ xây. Cuộc sống gia đình không được êm đẹp vì Khoa hay ghen và đánh đập vợ vì nghi ngoại tình. Vài ngày trước khi xảy ra vụ việc, Thương thấy chị gái và anh rể lớn tiếng với nhau. Ông Thái, 58 tuổi, là hàng xóm cho biết sự việc xảy ra gây rúng động làng quê. Không ai nghĩ chồng lại có thể ra tay sát hại vợ. Thằng Khoa là đứa hay ghen, thường xuyên đánh vợ thầm tím mặt. Nhiều lần gia đình không can thiệp được, phải nhờ công an vào cuộc. Ông Thái kể lại sự việc với nữ chủ tiệm tạp hóa.
Bà Nguyễn Thị Nga, 50 tuổi, chủ tiệm tạp hóa ở gần đó, kể chiều 17 tháng 12, bà đang bán hàng thì thấy Khoa vào hỏi mua một chai bia lạnh để uống. Quan sát thấy người này có biểu hiện lạ, chủ quán sinh nghi là nghiện hoặc là trộm cắp nên đề phòng. Ngồi uống bia, cậu ấy rút điện thoại gọi cho một người nói chuyện. Tôi nghe lỏm được anh ta gây ra chuyện gì đó, được người ở đầu dây bên kia khuyên đi đầu thú. Khi tắt máy, tôi lại gần hỏi thì cậu ấy kể toàn bộ sự việc lỡ tay ghì cổ vợ đến ra đi. Bà Nga nói, theo nữ chủ tiệm tạp hóa, Khoa vừa khóc vừa kể lấy vợ hơn tuổi, nhà nghèo phải đi ở rể. Mỗi lần cãi nhau, vợ anh ta nói con trai không phải là con chung của hai vợ chồng, khiến Khoa bực tức. Khoa kể rằng đã biết vợ có quan hệ bất chính với người đàn ông khác. Có lần anh theo dõi, dùng điện thoại quay lại làm bằng chứng. Trước khi sự việc xảy ra, nghi phạm đi tìm người đàn ông phá vỡ hạnh phúc gia đình nhưng không gặp. Lúc về nhà, hai vợ chồng mâu thuẫn, sẵn hơi men trong người, Khoa xông vào hạ cẳng tay thượng cẳng chân rồi bỏ đi. Biết vợ mất, anh ta buồn rầu nói sẽ ra đi cùng vợ. Hơn một giờ nói chuyện, tôi run sợ nhưng vẫn bình tĩnh, khuyên Khoa không nên quyên sinh. Tôi có cảm giác cậu ấy quá yêu vợ. Khi trấn tĩnh lại, cậu ấy bảo quay lên núi tìm chiếc điện thoại đã vứt trước đó là bằng chứng, rồi ra đầu thú. Chưa kịp thực hiện thì công an ập vào bắt giữ, bà Nga kể. Sáng sớm 17 tháng 12, người thân phát hiện chị Nguyễn Thị Thu, 28 tuổi, ở thôn Lai Sơn, xã Bắc Sơn, mất trên giường. Vào cuộc điều tra, công an xác định nghi phạm gây án là Đinh Văn Khoa, 27 tuổi, chồng nạn nhân. Tại trụ sở công an, Khoa khai, ngày 16 tháng 12, anh ta đòi vợ cho quan hệ, nhưng người phụ nữ từ chối. Trong lúc cãi vã, Khoa dùng tay ghì cổ khiến nạn nhân ra đi. Sau khi gây án, Khoa viết hai chữ phản bội lên bụng vợ, rồi bỏ trốn đến vùng núi xã Nam Sơn, cách hiện trường hơn 7 km. Sự hối hận muộn màng. Sau khi vào cuộc điều tra, công an xác định nạn nhân mất do ngạt cơ học cấp. Hung thủ chính là Đinh Ngọc Khoa, chồng của nạn nhân. Biết không thể thoát tội, Đinh Ngọc Khoa đã tới công an huyện Sóc Sơn đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội. Mở rộng điều tra, công an xác định chị Thắm thực chất là người đàn ông tên Tuấn, 35 tuổi, làm cùng công ty với nạn nhân. Tại cơ quan điều tra, anh Tuấn khai, do thường xuyên đi chung xe đưa đón công nhân của công ty, nên anh và chị T có trao đổi số điện thoại để tiện liên lạc thông báo cho nhau giờ giấc xe chạy. Anh và chị T không có quan hệ tình cảm. Thẩm định chứng cứ, cơ quan công an cho rằng không có căn cứ xác định anh Tuấn và chị T có quan hệ tình cảm. Gần một năm sau khi xảy ra vụ án, ngày 5 tháng 10 năm 2018, Đinh Ngọc Khoa bị Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa ra xét xử về tội sát hại người. Tại tòa, Khoa khai nhận hành vi phạm tội như cáo trạng truy tố và thể hiện sự ân hận vì tội ác bản thân đã gây ra. Khi được nói lời sau cùng, bị cáo xin hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt để có cơ hội trở về chăm sóc con thơ. Sau khi xem xét toàn bộ hồ sơ vụ án, tòa tuyên phạt bị cáo Đinh Ngọc Khoa mức án 20 năm tù. Thưa quý vị, vậy là gã chồng ác nhân đã phải trả giá với bản án 20 năm tù. Những ngày dài đằng đẵng sau song sắt, nghĩ đến những đứa con không nơi nương tựa, một bản án lương tâm đè lên hắn ta, những giọt nước mắt hối hận đã quá muộn màng. Đến đây thời lượng dành cho chương trình cũng đã kết thúc. Cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.